Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, các địa phương của tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tích cực, tự lực tự cường của nhân dân, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, hoàn thành các tiêu chí theo đúng tiến độ đề ra. Giai đoạn 2023-2025, dự kiến toàn tỉnh Sơn La sẽ huy động gần 81.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn ngân sách nhà nước 255,5 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương đối ứng 544,8 tỷ đồng, vốn tín dụng 54.900 tỷ đồng, huy động doanh nghiệp cộng đồng dân cư 3.458 tỷ đồng và vốn ngân sách nhà nước lồng ghép từ chương trình dự án khác 21.754 tỷ đồng. Thưa quý vị, Hòa Bình là một trong 10 tỉnh có người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao với 74,43%. Thời gian qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Hiện tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh chiếm số lượng lớn với trên 61%. Vậy vai trò của các đảng viên dân tộc thiểu số đã phát huy ra sao? Vào đảng từ tháng 7 năm 2023, chị Nguyễn Thị Vân, phó trạm trưởng trạm y tế xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, luôn ý thức về trách nhiệm nêu gương đối với quần chúng nhân dân. Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm hơn 43%, ngoài công việc thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân tại trạm, chị thường xuyên đến với bà con để tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh. Với là một người đảng viên thì mình cũng thực hiện tốt cái nhiệm vụ công việc của mình, như là cấp trên giao cho mình hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong nhân dân, thực hiện tốt các công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, rồi phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền cho bà con trong đồng bào dân tộc thiểu số của mình về xóa bỏ một số cái hủ tục. Hiện Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có gần 70.000 đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm trên 61%. Công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt là dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Với tỷ lệ đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm trên 61%, đây là một trong những thuận lợi của tỉnh Hòa Bình trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã phát huy vai trò của tổ chức Đảng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đội ngũ đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, luôn tiên phong trong mọi công việc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong đợt mưa lũ vừa qua, Than Uyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất của tỉnh Lai Châu, với 9 người thương vong, hàng chục ngôi nhà bị đất đá sạt lở vào, hơn 140 ha lúa hoa màu, gần 2.000 cây chuối bị mất trắng hoặc không thể khôi phục lại được. Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên bản, cầu treo bị sạt lở, đứt gãy và cuốn trôi. Đặc biệt, nhiều đơn vị trường học bị thiệt hại nặng nề khi ngày tựu trường cận kề, khiến công tác khắc phục hậu quả cũng như chuẩn bị năm học mới nơi đây càng diễn ra khẩn trương hơn. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Khoai Non là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ gây ra. Có 3 điểm trường bị đổ tường rào đất đá từ ta luy dương sạt lở tràn lấp sau dãy các phòng học, nhà công vụ, nhà vệ sinh. Công trình nhà lớp học 2 tầng đang xây dựng bị xô tường rạn nứt không thể khắc phục. Cùng với đó, nước lũ cuốn trôi hệ thống cung ứng nước phục vụ cho sinh hoạt và nuôi ăn bán trú của học sinh và làm đổ 9 cột điện. Những thiệt hại lớn xảy ra đột xuất khiến các thầy cô giáo nơi đây phải tự trường sớm hơn để phối hợp cùng chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh khắc phục hậu quả, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Nhà trường đã huy động các bậc phụ huynh và các em học sinh cũng như các thầy cô là chung tay để xử lý những cái hậu quả mà nó làm ảnh hưởng. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn huyện có 4 trường với nhiều điểm trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhiều phòng học, nhà công vụ, đường nước, bếp ăn và nhiều công trình phụ trợ khác bị thiệt hại. Hiện tại, các em học sinh lớp 1 đã tự trường, nên ngành giáo dục đang cùng với chính quyền địa phương gấp rút khắc phục khó khăn để đảm bảo nơi ăn, trốn ở và học tập của các em học sinh, nhất là với các trường bán trú. Với trách nhiệm của phòng, chúng tôi cũng đã tham mưu với các cấp để sửa sang, rồi chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện để chuẩn bị cho cái khai giảng năm học mới. Mưa lũ đã làm tổn thất lớn về vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc Lai Châu. Mong rằng với sự nỗ lực của ngành giáo dục, quan tâm giúp đỡ của các cấp, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, để các em học sinh nơi tỉnh biên giới Lai Châu nói chung và vùng chịu thiệt hại bởi thiên tai do mưa lũ gây ra của huyện Than Uyên sẽ đón năm học mới theo đúng kế hoạch và thuận lợi hơn.
Tới đây bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.